cần giữa đề luôn. Anh Bính ở chết em rồi. Gọi cả nhà báo bóng viên. Ê chưa anh ơi. Từ từ đã, để anh bỏ cái trọng tiêu lên, em lùi lên giữa ra cho người ta nữa nhá. Vâng vâng. Được chưa anh? Anh phải cho người xi nhan cho em làm sao cái. Lý Hoàng cầu Hồ bác ơi. Để em đánh đầu cân thì em xuống anh tiếp ạ. Anh Tân anh xem nào, em phát của anh nào em điện toàn thuê bao thôi. Đây để em đánh cái đầu cân này em xem cân thế nào. Giữa đây cầu Hồ anh Tân ạ. Đi chưa? Vâng. Vâng vâng. Anh ơi trước khi kiểm tra em xem kiểm tra trọng tải, em xem kiểm định cái cân này cái nhỉ. Tôi nói bạn này nhá, cái kiểm tra sau nếu chúng tôi sai chúng tôi sẽ không chấp hành gì. Không, trước em có bảo em không chấp hành đâu, trước khi em phải kiểm chứng cái cân dân mà. Chúng tôi vẫn cho bạn kiểm chứng vẫn đầy đủ, trước mắt bạn thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng chúng tôi đã nhá. Còn hiện tại bây giờ tôi yêu cầu bạn là cất điện thoại đấy để bạn lên điều khiển xe tôi đảm bảo, và chúng tôi đang dừng các phương tiện. Lúc em điều khiển xe này em để ở ngoài mà. Sau chúng tôi nếu chúng tôi sai đến đâu nhá, chúng tôi sẽ chịu cơ quan chức pháp luật rồi. Còn hiện tại bây giờ anh là phải là người quyền và nghĩa vụ anh phải chấp hành. Hướng dẫn. Không đừng để tắc dài cái đấy. Em phải kiểm chứng cân ra nó có chuẩn hay không đã chứ. Tôi vẫn có cho bạn kiểm chứng nhá, để bạn biết được nếu chúng tôi sai ở đâu, bạn vẫn để ghi hình lại được cơ mà. Còn hiện tại cơ quan chức năng của em vẫn quay mà em vẫn đang ghi hình mà. Chúng tôi không cấm bạn nhé. Quyền dân chủ của bạn thông tư số 7 quy định rõ quyền và nghĩa vụ các bạn được cái gì nhá. Nghĩa vụ của bạn là cái gì? Quyền của chúng tôi có được thực hiện trách nhiệm nhiệm vụ có những thứ gì? Vâng, một em được quyền giám sát mà. Tôi nói bạn tôi không cấm bạn giám sát, nhưng hiện tại bây giờ tôi mời bạn thực hiện theo hướng dẫn. Được chưa ạ? Vâng, anh nói nhỏ thôi em nghe rõ. Vâng vâng. Các phương tiện đầy đủ ở đây để thực hiện bạn cân tại chỗ nhá. Mời bạn ạ. Không ý em nó bây giờ trước khi kiểm tra tải trọng thì em muốn kiểm chứng cái cân này. Tất cả các sở ban ngành chúng tôi đang đầy đủ ở đây. Tôi nói với bạn này chúng tôi không phải là không cho bạn kiểm chứng, mà hiện tại bây giờ chúng tôi yêu cầu là bạn thực hiện xong. Vâng. Nếu chúng tôi sai, ô anh có được quyền phản ánh và khiếu kiện mà. Để đảm bảo cho đỡ mời bạn. Mời bạn lên thực hiện đi. Nghe đây. Em mà kiểm chứng cái cân này xem có kiểm định ở nước thì có đúng hay không nhỉ. À vâng vâng. Thế được. Còn yêu cầu
Vâng anh Phan ơi. Anh Hoàng ơi, cầu Hồ anh ạ. Đang lấy hơi anh ơi. Hoàng Huy Ba Chân anh Tân ơi. Đi lên anh Vén ơi. Mà em hướng dẫn theo hướng dẫn của anh mà cất điện thoại đi. Em đang lấy hơi anh ạ. Em giả điện thoại, em ngồi cũng được nhưng em cất điện thoại đi khi điều khiển giao thông nhá. Vâng em giờ là chưa điều khiển, em đang lấy hơi. Tôi hướng dẫn anh đầy đủ các biện pháp đấy. Đang lấy hơi anh ạ. Cả phóng viên luôn anh. Vâng, cụ thích đủ thứ rồi, em đang lấy hơi rồi em xuống. Cường ơi, Bắc Ninh làm căng hơn Phú Thọ Cường nhờ. Đang lấy hơi anh Vén ơi. Đang lấy hơi anh ạ. Đang lấy hơi. Lấy hơi đến mấy bao nhiêu lâu ạ? Lấy hơi thì đầy thì mới đi được. Xe ô tô bao giờ lấy sao ạ? Dạ. Anh lấy hơi thì nó phải có thời gian quy định thôi. Không đáng vâng, bao nhiêu quy định thì nó phải đủ hơi thì em mới đi được. Động cơ đã hoạt động rồi thì chỉ trong vòng 5 phút là ok. Mà anh có thể hoạt động nhá. Và anh chắc khi điều khiển anh cất điện thoại đi. Em giả điện thoại chỗ là được, chứ làm sao mà tắt. Tôi nói anh cái này, cơ quan chức năng đầy đủ các quyền đây, nếu cứ sai ấy. Vâng vâng. Em đang lấy hơi. Hôm nay hơi thì đấy là gió xe chứ bọn em có thổi lên đâu mà. Không, cái đấy cơ quan và tất cả các bộ phận người ta đã đợi vi phạm em ạ. Không sao cả, nhá. Em cứ thực hiện, nếu em có vi phạm anh cũng không tâm mà. Vâng vâng. Anh Tân ơi, em lấy số cho anh nhá. Cường ơi, nắng lắm. Anh Phong ý của họ là lúc điều khiển xe là không được cầm điện thoại ấy. Chứ không phải là không được quay ấy. Em đang lấy hơi. Hồng ơi, địa bàn của chú mà lại để anh bị cân này chết rồi. Xe nó dò hơi, lấy hơi mãi không đầy, xếp thì cứ bắt đi, làm gì đủ hơi mà đi. Đi anh Vén ơi. Em có hoạt động không ạ? Ô, anh không thấy em bảo đây em đang... Anh không thấy em bảo đây em đang lấy hơi à? Tôi nói anh này, lấy hơi đến bao giai đoạn nào ạ? Anh nhìn cả bao nhiêu phút rồi ạ? Lấy hơi, xe các em là xe hơi để lấy hơi đầy hơi, nó không đi. Quy trình của khi điều khiển giao thông như nào? Mời anh có thể lấy hơi như nào? Đã quá bao thời gian rồi ạ? Lấy hơi là quy định bao nhiêu thời gian ạ? Tôi nói anh này, đấy là cái quy định của cái khi điều khiển giao thông. Anh mời anh có được xin điều khiển không? Anh có chấp hành không? Xe em không đủ hơi đi kiểu gì anh? Cho anh không ạ? Ô, tôi em có bảo không chấp hành không? Mời anh chấp hành nha. Tôi có hướng dẫn, anh đừng nói là lấy hơi, không lấy hơi.
Tôi chưa bao giờ tôi bảo là tôi không chấp hành. Tôi nói ông Việt thế nhá. Anh ơi, đừng đẩy ngày mai không? Đấy thôi, đây nó phát xả ra thôi. Đây nó xả. Để em xuống em kiểm tra kiểm chứng được xem là cái kiểm định cân anh ạ. Lực lượng chức năng mà nói như kiểu là nó còn cao mặt người dân này xét à. Anh về đây cho em xin cái số hiệu anh nhỉ? Nguyễn Hữu Việt 554222. Vâng, vâng. Tất cả đây đều có. Anh muốn gì ạ? Cho em hỏi là anh nào là anh trực tiếp là kiểm tra sử dụng cái cân này nhỉ? Các đồng chí. Vâng. Không sao cả. Anh ơi, anh nói chuyện với em, nói người dân, anh nói nhẹ nhàng thôi. Anh ơi, như kiểu nói chuyện muốn cào cấu vào mặt người dân đấy làm sao anh được. Ơi, anh đang phát ngôn là tôi cào cấu vào mặt anh em bao giờ? Anh cứ nói nhỏ thôi, nào bọn em khác nhau tới nhưng bọn em không bị biết đâu. Cách rất xa. Vâng, anh cứ cách xa em 2 mét ra. Anh đeo khẩu trang vào đây, anh cứ đeo khẩu trang vào đây. Tôi đang hướng dẫn anh. Và đây anh hỏi những ai, tôi đây ạ. Còn hiện tại là yêu cầu anh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Thôi được rồi, anh cứ đeo khẩu trang và anh đứng cách xa 2 mét ra. Anh khẩu trang hay không khẩu trang thì đương nhiên tôi nói để cho hiểu. Anh em theo em biết là chưa có cái quy định nào quy định được bỏ khẩu trang khi được tiếp xúc người dân cả. Em chưa bao giờ em bảo em không chấp hành. Bây giờ em xuống để em kiểm chứng cái kiểm định của cái cân và xem cái số, sai số cân là bao nhiêu để bọn em còn biết đường cân có đúng hay không. Nếu mà tôi đã vừa trả lời anh mấy lần rồi, nếu chúng tôi làm sai thì anh có quyền cứu lại khả năng. Đấy là rõ ràng, đấy là quyền của chúng em, đấy là rõ ràng chứ làm sao mà. Bạn còn được cơ quan chức năng tôi đang hướng dẫn bạn thực hiện theo nhiệm vụ và là người vậy. Ý của em là bây giờ em phải xuống em xem em kiểm chứng cho ai là người trực tiếp. Bạn đang ghi hình lại toàn bộ mà. Tất cả đang ghi hình. Vâng, em phải xuống em xem em kiểm chứng cho ai là người trực tiếp đều cân cái, sử dụng cái cân tải trọng này mới để xem sai số của nó là bao nhiêu. Thôi được rồi em, không tôi nói chuyện. Anh Luận, anh trực tiếp sử dụng cái cân này à? Vâng, anh cho em được kiểm chứng cái kiểm định của cái cân ra mà. Đây em ơi, vâng. Đây. Đấy, tôi có em là cả số hiệu đây, có cả ngày tháng. Tem mà dán tem chồng mấy cái tem này anh? Đấy, anh coi là số hiệu. Vâng, xem cái phiếu kiểm định xem là có trùng khớp với cái tem kiểm định không? Xem. Anh có thể chụp thoải mái cái tem kiểm định. Còn em được quyền kiểm chứng chứ sao anh. Đây này, em đang hỏi các anh thanh tra, anh có trực tiếp sử dụng cái cân này không? Tôi lại trả lời anh luôn này. Anh có chấp hành cân trọng tải không? Tôi chưa bao giờ tôi bảo là tôi không chấp hành. Đi anh Nguyễn ơi. Vâng. Anh cho em kiểm chứng cái chờ tí anh mang giấy kiểm định cho anh. Anh đang ra đây. Thế nào đi làm lại không mang theo giấy kiểm định à? Chiếc xe kia gì ạ? Con đây anh ra lấy đi để em kiểm chứng đã. Anh cứ chấp hành đi đã. Anh chấp hành đi. Em phải xem nó cái cân nó có chuẩn hay không em mới chấp hành như các anh. Con xem là sai số cân của nó là bao nhiêu mà em phải biết. Sai số. Bọn em được quyền giám sát. Tôi không cấm anh giám sát, hiện tại anh giám sát thì vừa lấy rồi mà. Đúng. Cơ quan chức năng chúng tôi hướng dẫn anh thực hiện theo cái hướng dẫn là kiểm tra tải trọng và thông báo rồi. Anh cũng đồng ý thế mà anh sẽ nên kiểm tra. Tôi chưa bao giờ tôi bảo là tôi không đồng ý. Cũng không phải mất thời gian nhiều, muốn bảo thì anh cứ đánh qua bình thường. Thế thôi, còn chúng tôi cơ quan chức năng như chúng tôi đang thi hành nó pháp luật đấy. Được rồi, anh còn sai nhiều mà cái hôm nọ việc của anh nọ dừng xe em về em chưa có thời gian làm đơn đâu. Anh ơi, việc của anh chúng tôi không cần cấm ấy. Rồi, được rồi. Tôi không bảo là tôi không chấp hành.